Minh Thành. Chú Hoàng Đầu Bạc, chú Hoàng Đầu Bạc đang làm gì đó chú Hoàng Đầu Bạc ơi? Em mua con sao nó là $5. Thôi cái chuyện qua rồi em cũng không nhắc lại thôi. Bây giờ là em nóng, em đang đi với thằng chó thằng Hùng Lân đi mẹ nó. Cái thằng chó đẻ Hùng Lân qua ba que chó đó, hồi nãy nó đem đi. Em chào mọi người nhá, em chào anh cái gì, anh bạn già của tôi, anh bán gà. Chào bác Hoàng Tuấn đỏ phết không bác Hoàng Tuấn. Tôi đi hồi sáng thì tôi đi kêu cái chợ đó, bác Hoàng Tuấn có nhớ không? Tôi đi kêu cái chợ đó là tôi đi mua cái tệ cái hoa sao, tính mua nguyên cái nón luôn, nhưng mà cái là nó qua nó chỗ đó nó bán cái ngôi sao riêng $6 cái đầu xà, năm tầm mấy cái ngôi sao chứ sao. Rồi thằng ôi giời ơi, giật giở thế. Dục lại. Thằng Hùng Lô nó trưa nay á, hồi sáng thì nó mới lên nó chửi tôi với ông nó nói tôi á là lên là cái gì FBI mà đi bung bung rồi nó lên cái sắp khỏe đây, xong rồi nó nói được sáng tôi chửi nó, bên nhà Quốc Dũng á tôi chửi nó. Quốc Dũng thì cấm bãi nó rồi, xong rồi nó nói tôi là ăn cơm quốc gia, bây giờ nữa rồi đi làm FBI gì đó, rồi bây giờ đi bung bung cho cộng sản. Tôi nói mụ nội cha mình cũng không phải lâu nữa địch mẹ nó. Một lát nữa mình không biết có cách nào mình thác, có việc Bình Dương mình thác cái trong này được. Mình cho nó lên. Đủ má cái thằng lồn què nó làm như FBI, giống như là đủ má tay sai của nó. Nó muốn tố là nó tố à. Đủ má nó chứ, nó làm như sứ Mỹ này coi như là dành cho riêng nó đó. Đủ đi cái mẹ nó chứ. Nó làm như là bác biết, nó làm giống như là nó là giống như ông nội vậy, nó trịnh trọng lắm nha, nó hùng mát đây. À đó, nó lên, nó à mở, đó. Hôm nay nó mở mới mua được cửa sau này, thằng Phú Ngô, thằng Ngô Phú, Vũ Vũ, mới mua sau hồi sáng này. Tao có chị, tao có ghi, có quay phim mấy thằng quay lồn nha, tao mua ngôi sao, tao có quay lại cái tiệm nha. Cái chỗ mua và địa chỉ có rõ ràng nha. Đừng có nói là tao đi phun bô là cộng sản cho tao coi sao nha. Cái này bên Mỹ thích thì mua, có tiền thì mua nhá. Đủ má cái thằng Hùng Lồn sáng ở chỗ Bằng Nguyễn á, chỗ Quốc Dũng á. À, nó nói rằng là đâu biết rằng là đâu có dễ lại nhà người ta mà không mời. À, nó chỉ nói rằng muốn gặp ở chỗ nào đó, cà phê nói chuyện. Nó đủ đi mẹ mày, bữa trước mày thách thức rõ ràng cho địa chỉ tới nhà mà tao có quen mày đâu mà kêu cho đâu có quen mày đâu mà mày nói ra cà phê hay vô quán gặp nói chuyện. Đủ đi mẹ, bây giờ nó chớ, bây giờ nó chớ ra vậy đó. Tổ má nó chứ. Mày sáng nó nhục. Nói làm like cái đây chừng 2 tiếng đồng hồ ở bên bên Texas thì khoảng chừng 4 giờ mấy đó. Còn ở bên bên đây á. Rồi em nói đó, sáng em có nói đó, em nói cuối tuần này bây giờ tao đi kiếm cái áo có lá cờ, bây giờ em đã có cái lá cờ này rồi. Em có sẽ kiếm cái áo có lá cờ. Em nói nó cuối tuần á, mày kêu được lỡ lắm nha, mày kêu mấy thằng que mày á đụng kéo nhiều vô, chuyện gì hôm qua tụi vô. Tụi lính vừa lính mũ đỏ nó vô nó hù em, nó nói sao mấy người dưới Bắc Cali sống giết thằng mập này. Cái em mới nói là đi mẹ tụi quay kéo nhiều vào thằng, kiểu thằng 10 thằng trở lên đi. Đủ mà nó làm y như là ở Mỹ này là chúng nó là trùm, chúng nó đánh này đánh giết ai giết à. Đủ mẹ chúng nó chứ. À, cái thằng lồn Hùng Lồn bữa nay chớ ra rằng là trời ơi đâu có hẹn lại nhà, đâu có này nọ đâu. Nó biết rõ là ở Mỹ lại nhà đâu có dễ. Tổ má nó chứ. Đủ đi mẹ thằng mặt lồn què. Đủ má là Hùng Lồn, thằng nào quen là Hùng Lồn nói với nó vậy đó. Bữa trước hùng hổ lắm mà. Bữa trước hùng hổ lắm rồi lại nhà để mà dạy cho bài học. Tổ mẹ cái lũ sọc lồn, chúng mày chuyên môn là xin địa chỉ để lại nhà dạy bài học. Thế mà đủ đi mẹ, bữa nay mà chớ ra rằng là lấy nhà, trời ơi đâu có dám lại nhà người ta khi mà không được mời. Cái lồn mẹ mày, cái lũ sọc lồn đây này, biết cái này sọc lồn nè, móc lồn với mẹ mày đây này, móc lồn mẹ mày đây này.
tổ má mày chứ, đủ mật lồn khốn nạn, tao thách mày luôn, đủ mày FBI ép cha ép mẹ ông cố nội mày, ép cha mày, ép tổ má thằng lùn lồn. Vâng ạ. Ê, tự nhiên cái anh chửi hùng lồn nó phải có hùng lân chứ, quen anh đi chửi anh cho lạ thế, anh có họ tên hùng đi chứ hùng lồn, trời anh sợ thế. Má nó chưa nghe mắc ỉa luôn á, nó làm y như là nó là đủ đi mẹ giám, coi như là đủ giám đốc FBI á, trời ơi đi gặp FBI gặp cảnh sát đủ đi mẹ mà hù ông nội mẹ mày à, hả tổ má mày có đi mẹ mà làm đĩ tao đàn đẻ là mày mà hù đi mẹ mày à, mày sẽ làm cái gì mày, nó chửi tôi, nó nói tôi là đủ ăn cơm quốc gia. Quốc gia cái thằng cha mày đủ mẹ cướp quốc cha mày với quốc mẹ mày, quốc gia thằng cha mày, quốc ca mày, quốc mẹ mày á, đủ mẹ mày. Đồ cơm này là cơm Mỹ, không cần biết thành đâu hết á. Đây là Mỹ, không phải là quốc gia, quốc cha, quốc mẹ, quốc ông, quốc nội, tổ, bố tổ nhà mày. Quốc gia, quốc cha này á, đi mẹ mày thằng hùng lồn. Tổ má mày, đi mẹ mày thằng nấu. Lồn mẹ mày thằng hùng lồn, hùng lồn mẫu. Nhá. Thái tuổi mà anh đủ quá xâm lờ. Kinh luôn bác ơi. Đi mẹ nó bằng mình nó đủ quá sao. Đủ mẹ mày chứ. Ở đây là Mỹ chứ không phải quốc gia. Cái Việt Nam Cộng Hòa cái máu lồn. Ở Mỹ này á. Cái quốc Việt Nam Cộng Hòa nó chỉ là cái máu lồn của nước Mỹ thôi. Nhớ chưa? Không có cơm quốc gia đâu nghe chưa? Đúng rồi. Quốc cha mày, quốc ông nội mày, à mày dòng giống nhà mày quốc gia. Đúng rồi. Quốc má mày, quốc ông cố nội mẹ dòng giống nhà mày. Đúng rồi. Tự nhiên cái đủ má kêu tôi, đủ má chửi tôi nói là đủ má thằng con này là đủ má cơm quốc gia đi, đủ bây giờ đi làm tay sai cho cộng sản. Rồi đó. Cái lồn mẹ mày quốc gia nó chết từ năm 1975 rồi, ở đây là nước Mỹ. Nói chưa? Cái Việt Nam Cộng Hòa nó chỉ gọi là cái lồn què của nước Mỹ thôi. Quốc gia cha mày, quốc mẹ mày, quốc ông nội mẹ mày, quốc má mày, quốc ông nội cha mày, địt mẹ mày chứ. Tao quốc chết mẹ mày luôn đó, tổ má mày còn đi mẹ mày trông giống như thằng hùng lồn. Tổ má mày, thằng que sọc lồn nào ở đây mà nói thằng hùng lồn vậy đó. Đừng có đi miệng nó, cái lồn què, cái lồn đất. Mày giặc hù dọa, hù ông nội mẹ mày à. Đủ má mày, mày xin địa chỉ, mày nói lên nhà dạy bài học. Tao cho địa chỉ không dám tới. Mày nói rằng trời ơi hẹn nhau gặp quán ngoài. Tổ má mày, tao với mày không là bạn là kẻ thù. Những cái chuyện hẹn mày ở đâu hết á, hẹn mày ở địa ngục thôi, rõ chưa? Đúng rồi. Tao hẹn mày tại địa ngục, thằng hùng lồn. Lời ơi mày nhớ vậy đó, đừng có chớ nữa nha. Đủ má mày. Tao kêu Quốc Dũng đưa cái video lên, mày nói trời ơi, má mày chứ. Đi mẹ mày, nghe bắt ỉa thiệt á. Sáng nay đồ Quốc Dũng tao không lên được, nó lên nó chửi chích mẹ mày rồi, tổ cha mày. Quốc cha mày, quốc mẹ mày, quốc ông nội cha mày hả, tổ má mày. Lồn mẹ mày. Mát. Nhìn nó mặt mày nó ứa gan luôn là tao chỉ hẹn mày duy nhất ở địa ngục thôi. Tổ má mày. Mát buồn cười không được. Nghĩ mẹ mày. Ủa nó kêu tôi đủ ăn cơm quốc gia, giờ nó phải thưa ra, nó phải đưa tôi danh sách của tôi ra ngoài FBI để đủ quá trục xuất tôi về Việt Nam. Cái lồn mẹ mày, trời ơi là trời, nó nói y như là con đi mẹ nó làm đĩ cho Diêm Vương ấy. Đủ má mày. Bà con. Trời ơi mày chỉ là cái thằng thẻ xanh. Mà đủ đi mẹ mày, cái Việt Nam Cộng Hòa nó là cái lồn què ở nước Mỹ này. Đéo cái cửa nào đâu mà đòi đủ mày quốc gia. Quốc gia cha mày à, quốc cha mày, quốc mẹ, quốc mà tổ ông bố nội mày à, quốc cái gì? À, quốc ông nội mẹ mày à, à. Cái quốc gia này ở Mỹ này nó là cái lồn què gì mà mày kêu là ăn cơm quốc gia. Đủ đi mẹ mày, quốc gia có cho ăn một xu nào chưa? Cơm quốc gia ở đâu ra? Quốc cha mày, quốc bà nội mẹ mày, quốc cái đời ra, quốc mẹ mày. Lồn má mày, quốc lồn mẹ banh tà banh lên cho để cho chó ăn thì có quốc gia. Bà Thảo, nếu mà tôi bị trục xuất về Việt Nam, bà nhớ nuôi cơm tôi ra, tôi đi rửa chén cho bà nha bà Thảo. Ok. Nha bà Thảo. Đủ má mày chưa, thiệt mày chưa, tao nghe, tao bây giờ tao nghe tới tên mày tao lộn gan luôn á, đủ đi cái mẹ mày. Nghe tên nhà mày tao nghĩ con mẹ mày á, hồi xưa cái lồn nằm giữa chợ tao đàn á, chó một chục con lại nó cắn xong nó đái vô đó đẻ là mày. Bố ơi là bố. Đủ má mày. Cái lồn con mẹ mày hai cái mép nó dài vậy nè, thắt cổ ông nội mày. Ông nội mày lè lưỡi ra, ông nội lè lưỡi ra, lè lưỡi liếm lồn chó, không đẻ thằng cha mày, rõ chưa? Đủ mẹ mày. Đủ hả? Tôi gì mà nó đòi trục xuất tôi về Việt Nam á mọi người ơi, nó nói là nó sẽ... Đủ má mày. Tao thách 10 đời mà trục xuất nè, nè tao nè, nè, tao nè, quốc tịch Mỹ nè, mày trục xuất được tao mà mày nhớ nha. Bữa trước mày đã khốn nạn, mày đã không dám tới nhà tao rồi, bữa nay mày chớ qua, mày kêu FBI à. Ép cha, ép mẹ, ép ông, ép bà, tổ cha, người đời chúng mày, ép mẹ mày đúng thật, mặt lồn mày không biết thế nào là nhục. Thằng không lớn á, mày không biết thế nào là nhục luôn á, mày không biết nhục, mày chứ. Nay mày nói thế này, mày nay mà hù cái này, mai hù cái khác, mày hù suốt đời, nhưng không bao giờ mày làm. Giống y thằng lồn đúng mẹ,
đào tuột lòn xuống đất rồi đó. Là Bình Lân. Cái hẹn là mấy chục năm nay rồi, cứ về Việt Nam thế này làm nọ nhưng mà đéo về. À, đào tuột lòn. Tức là cái lòn con đi mẹ nó tuột xuống đất. Chó nó nhá, nó cắn mát thì xong rồi đẻ ra ông nội mẹ mày. Không nhận xả chết mỗi lần chửi mấy con chó này mẹ. Mày nó nghe cho mày. Nó thưa, nó nói nó có danh sách của tôi, nó có tên hộ tôi xong rồi cái gì nó đăng lên, nó nói là nó sẽ gửi ra. Nó gửi ra danh sách của cho FBI xong rồi để chụp đợi tôi. Chờ nó coi nó thêm, nó sẽ hứa vài lần nữa, nó sẽ hứa dụ dỗ dụ hù dọa vài lần nữa. Hùng lồn ơi, hùng lồn, lồn mẹ mày hùng lồn, tổ cha mày hùng lồn, dòng giống 10 đời nhà hùng lồn. Hùng lồn chỉ có biết bú lồn, đẻ ra ông có nội mẹ, ông có nội mẹ mày bú lồn chó, đẻ ra bà nội mẹ mày làm lồn trâu để cho bò nó đủ đẻ ra. À, ông nội ngoại mày bố mẹ đi liếm lồn bò đẻ ra thằng cha mày có như cả dòng nhà mày chỉ liếm lồn bò bố qua bú lại đẻ cho nhau thôi. Tổ má mày lồn mẹ mày hùng lồn ngẫu đổ mẹ mày tổ má mày. Chứ tao nghe tới mày tao điên đời tao, tao nói mày nghe nhá, giặc Mỹ tao không thù xong rồi nhưng mà cái mày đủ đi mẹ mà tao thù hơn giặc Mỹ đó mày biết không? Mày biết câu đó không? Tao thù mày còn hơn giặc Mỹ đó. Nghe tới tên mày là tao sẵn, tao nói mày rồi, đủ đi mẹ mày, tao sẽ có cơ hội để mà tao đưa mày về chầu ông bà ông nội ông cố ông tổ sơ tổ trong nhà mày. Chán bằng bằng chuẩn bị đón tôi ở Việt Nam nha, thằng Hùng Hòa, thằng Hùng Lân đó, cho tôi vô danh sách để tôi trục xuất tôi về Việt Nam á. Nó la tôi ăn cơm quốc gia, nó la tôi ăn cơm quốc gia thờ Hoa Cộng sản. Nó đang để nguyên cái hồi nãy nó lên live stream là nó có danh sách rồi. Rồi hả? Tổ má nè, trời ơi, cái danh sách của nó đỡ như danh sách lên nhà Hùng Trần, xong lên nhà David Lê, xong rồi Nancy Phạm, xong Cầm Nguyễn. À, xong tới John tổ má mày, sao mà chưa tới nhà ai hết, hôm nay mày đòi trục xuất nha, nhà mà chưa dám tới mà mày đòi trục xuất là sao vậy hả? Tổ má mày tao á, tao có thể là trục xuất tinh trùng để vô lồn con ý mẹ mày đẻ ra ông nội mẹ mày, tao sẽ trục xuất tinh trùng của tao vô lồn cả dòng giống nhà mày, rõ chưa? Tao hy vọng tao sẽ được trục xuất kiểu đó, tao đang chờ để được trục xuất tinh trùng của tao để cho giọng giống nhà mày. Mấy thằng về thêm thằng bây giờ là có thêm một đội gì lính mũ đỏ, lính dù lính dù lính mũ đỏ, lính gọi là biệt kích đỏ đó, lính biệt kích đó. Mà thằng nào cũng phải già 80 trở lên rồi, đủ má cặc con người này nè, đó đủ má cặc con người này nè, đủ đi mà ào mày, lính mũ đỏ nè, mũ đỏ là cái lồn đỏ là cái lồn nó ngấm mắm tôm, sau đó là nó sưng tấy lên to như lồn trâu nè, xong trong đó là nó đẻ ra ông nội mẹ mày từ cái lồn đỏ đó đó, đó chưa, ông nội mẹ mày từ cái lồn đỏ đó đó. Tao nói từ đây đến cuối tuần tao xuống dưới chỗ mấy mũ đỏ đâu bay á, nói ở Bắc Cali không có ai xử tao, tự tao đi vòng vòng tự gì ai cũng biết tao Bắc Cali nè, San Jose nè, không ai xử tao được. Mày muốn xử tao mấy thằng bay á, cuối tuần này tao sẽ xuống dưới mần Nam Cali. Mày kéo ra nhiều thằng vô. Tao mua ngôi sao này là tao có chủ đề để tao xuống. Thôi hiểu chưa? Tao xuống ngay đền Hùng Dương luôn á. Nhưng mà nên nhớ phải kéo 10 thằng trở lên nha, đừng kéo 1 2 thằng, tao quýnh không có sướng đâu. Một mình tao thôi. Tao chấp tụi bay quýnh tao trước. Quýnh đâu chứ? Mẹ quýnh xong tự dạ, quýnh con cho nát luôn. Ừ, đi mẹ. Tao tuyên bố tao không cầm súng. Tao không cầm súng. Ông nội mẹ nó dám quýnh trước, cầm cảnh sát cầm đầu nó à. Ông nội mẹ nó dám quýnh trước. Đủ má mày, cầm đầu cảnh sát cầm đầu mày lại à, tốt mày à, đủ má mày hùng lồn mẹ lồn đất lồn thổ. Mình không có đi kêu cảnh sát, mình không có kêu cảnh sát nhưng mà mình, tao sẽ cho tụi mày biết giờ đất tao xuống luôn nha. Tao xuống buổi sáng sớm. Tao xuống rất là sớm đó, lúc đó tại vì mọi người chưa ngủ dậy cũng không cho muốn. Bây giờ đăng lên Facebook giờ giấc đàng hoàng để cho nó cái mặt lồn của nó thúi rùm luôn đi, đợt này là chơi, trận này là trận cuối cùng đó. Tại vì mấy thằng que bay á, đừng có hù mọi người trên cái cộng đồng Việt Kiều, bất cứ Việt Kiều ở đây tụi bay đừng bao giờ tụi bay hù người ta nha. Tụi bay hù ai chứ hù tao là lạ đời rồi à, tao không phải đứng lên trên này mà tao đi lấy tên lấy tiếng đâu. Tao bên này, tao có doanh nghiệp của tao, tao có kinh doanh, tao có làm ăn ở bên này. Tao có
công ăn việc làm, ta có kinh doanh, ta không phải là giống như những thằng. Anh Hùng ơi, anh Hùng cho em, anh cho anh ấy lên 5 phút nha anh Hùng nha. Anh lên thoải mái đi. Ok anh Hùng tập đi nha, anh Hùng tập. Ok lát nữa em anh Hùng lên. Đủ má mày, ta tập được.